Ai vậy? Ok. Ai vậy? Chào Sình Trung. Dạ. Chào Chào Sình anh. Trung Chào anh. em. Xin chào hai ông bạn già nhá, và chào ông khách Dạ. mời. Dạ. Các anh cứ Chào tâm sự đi. Gần đến ngày 30 tháng 4 rồi thì những người dân trong nước thì cũng tổ chức những cuộc đi chơi thăm thú, rồi là mừng cái Việt Nam độc lập thống nhất 48 năm rồi ạ. vâng. Thì hôm nay là anh em lên để tâm sự, để mà chia sẻ những cái niềm vui đã trải qua 48 năm mà đất nước Việt Nam Vâng. chúng ta, nếu nó là ngừng tiếng súng phải đến năm 88. Vâng. 88 thì đất nước Việt Nam ta mới ngừng tiếng súng ở hai đầu đất nước. Vâng. Nhưng mà để mà thống nhất nước, giải phóng lên non sông đấy, không về một mối thì đã 48 năm rồi. Đúng rồi. Thì chúng ta cũng nên tâm sự để chia sẻ làm sao để con cháu chúng ta sau này đừng phải như đời chúng ta nữa. Hay cầm anh Phương nhảy đúng không? Dạ. Đấy, Đúng anh rồi. mình ta phải cầm súng xuống bất kể nó bên 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 nào, bên này hay bên kia. Nhưng đến bây giờ, Đúng rồi. mong rằng con cháu chúng ta cũng không phải lên đường để mà Đúng rồi. cầm súng để chiến đấu nữa. Đấy, đấy là yên ổn rồi. Đấy, thế anh em ta cứ tâm sự để chia sẻ. Còn đấy thì em nghe anh Đúng Cầm rồi. nói về cái để có được ngày hôm nay thì đúng là anh về nước nhiều, anh đi nhiều, tại anh mới thấy được nhưng dân mình nó phải trả giá như thế nào, trả giá bằng xương bằng máu của những đồng bào, những người chiến sĩ để có được ngày thống nhất hôm nay. Đấy. Nhưng mà cái cứ chia sẻ đây, em nói báo cáo bên này vừa phải nhặt đỗ để chuẩn bị nấu cơm cho vợ, đấy là niềm hạnh phúc rồi. Dạ. Ê, tao nghe Trung, mày phải gửi tao Ok cái giò giò chả vô tao nhậu quay. thôi. Dạ Anh ra bác đi, ra bác đợt này để làm món đó anh cầm được, đợt này cũng hơi rảnh. à, Nói nói đi, anh nói đi, anh nói đi. nói đi mình nghe. Đâu có sao đâu Thì thì con có ý kiến như nè, rồi. hình như là xưa các chú các bác hình như thương cái thế hệ sau này bố, cho nên là muốn có một cái Tết độc lập nó dài đó, chứ đáng ra là tại sao không không giải phóng Sài Gòn ngày 25 tháng 4 hay là ngày 5 tháng 6 mà lại là 30 tháng 4. Đó, dính với ngày 1 tháng 5 cho nên giờ con cháu được nghỉ tới 5 ngày, sướng rồi, sướng. Tôi Ủa. nghe Dạ. ngày lễ nó dài mà Ấy ngày một không một hai à. Tại sao các chú các bác ngày xưa không giải phóng ngày 25 hoặc là tháng 4, nếu mà 25 tháng 4 thì mình đâu được nghỉ tới 5 ngày đâu bố, hoặc là ngày 5 tháng 5 chẳng hạn đâu có được đúng nghỉ. rồi, Ý con là vậy đúng đó, rồi. phóng ngay ngày 30 tháng 4 là tới ngày 1 tháng 5 cộng với hai ngày À, thứ nhật, đó là coi như là con cháu mình nghỉ sướng luôn, nó Mỹ là đó thành một cái ngày dài. đúng rồi, Mỹ nó gọi là Đúng weekend long time đó. Ngày cuối còn tuần dài. thời cơ tới lúc nào thì nói về cái chuyện giải phóng thì con nhớ là hồi đó cố vấn của Trung Quốc đó, họ đâu cũng muốn Việt Nam mình giải phóng ngày cái thời điểm 30 tháng 4 năm 75, trong năm 75 họ muốn mình kéo dài nữa kìa, 76 77 thậm chí kéo dài, nhưng mà bộ chính trị thì mình quyết định là thời cơ đến thì mình phải giải phóng, bởi vì vận mệnh dân tộc mình, đất nước mình, non sông mình thì do mình quyết định chứ không do ngoại bang quyết định, kể cả Trung Quốc họ giúp mình nhưng mà mình không thể nào nghe họ được. Mình cảm ơn Ông họ mình vì họ biết. nói bạn bạn trẻ mà khách mời tên gì thế này này. Thực ra ấy thì các nước Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa cũng giúp mình trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Đấy. Nhưng mà Biết mặc nhiều. dù như thế, nếu nói thật trong trong tâm tâm của những người Trung Quốc, họ không muốn Việt Nam mình hòa bình và thống nhất. Đó. Mà tính ra đến cái gì đó cái mình phải khẳng định một điều như thế, họ giúp mình với một cách không vô tư và trong thâm tâm họ vẫn vẫn miền Bắc và miền Nam, Không bởi vì có có cái tư câu chuyện như thế này trong mà bà này không, bà có nghe không, nhưng là tôi đã được nghe và được đọc những năm đầu một kháng chiến chống Mỹ thì Đảng nhân nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và bác Võ Nguyên Giáp ấy có đi sang thăm các nước Trung Quốc và Liên Xô để mà để tạo được cái sự viện trợ của các nước anh em. Thế mà khi sang Trung Quốc ấy thì Trung Quốc họ bảo họ vẫn ủng hộ mình thôi, nhưng các anh cứ giữ giữ và xây dựng miền Bắc đi,
Còn nếu muốn giải phóng miền Nam thì 100 năm nữa hãng mình nghĩ đến giải phóng miền Nam, bởi vì ý muốn của họ có muốn là mình giải phóng miền Nam đâu. Cái thứ hai là khi mà bác và bác giáp sang Liên Xô ấy, thì các người anh em Liên Xô mới hỏi rằng là các anh có bao nhiêu sư đoàn bộ binh, bao nhiêu cái sư đoàn tăng thiết giáp, bao nhiêu sư đoàn không quân. Thì bác Võ Nguyên Giáp và chủ tịch chúng ta đã nói rằng là nếu như đấy, các anh đại học cái lý thuyết về chiến tranh, về chiến đấu của Liên Xô thì rất tốt, nhưng nếu đánh theo kiểu các anh thì chúng tôi chỉ đánh được 1 tuần này, chúng tôi đánh theo kiểu của Việt Nam thì chúng tôi sẽ thắng Mỹ. Chúng ta phải khẳng định với bạn bè quốc tế là chúng ta đánh theo kiểu Việt Nam. Thế các nước anh em bạn bè thì người ta cũng nghi lại nhà mình, bởi vì từ năm 54 đến năm 75 thì đất nước ta vừa mới trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, trang bị thiết bị vũ khí kỹ thuật bằng con số 0 tròn trịnh, đúng không? Ngay thời gian chống Pháp chúng ta ai cũng gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, ai không có gươm có súng thì dùng gậy gộc và giáo mát. Đấy, gậy tầm vông mà chiến đấu với súng đồng đồng Đại Bác mà chúng ta vẫn chiến thắng. Các nước anh em có hỏi là có bao nhiêu sư đoàn, chúng ta thì chưa có một cái gì cả. Xe tăng thì cũng chưa. Đấy. Xe tăng đến năm 59 mới thành lập, mà mới được Liên Xô viện trợ được hơn 200 cái xe tăng T-34. Còn vũ khí chúng ta hoàn toàn là thô sơ. Thế nhưng bác vẫn khẳng định rằng chúng tôi đánh theo kiểu của Việt Nam, đánh theo kiểu của chúng tôi thì tôi sẽ thắng. Còn nếu đánh theo kiểu của các anh ấy thì chúng tôi không đánh được 1 tuần. Việt Nam gì có đương đầu vũ khí, mà một thằng Mỹ nó đầy đủ những quân chủng, binh chủng, xe tăng, Đại Bác, máy bay, thiết xa vận, rồi là trực thăng vận, và chúng ta thành quân Chiến bằng tranh thì đôi dép râu. Những cái hay của mình dạ đấy là tổ chức chiến tranh nhân dân, dạ chiến tranh nhân dân lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, đấy là các cụ chúng ta đã nói rồi. Đấy, nhưng mà các bác chia sẻ rồi anh Phượng nói đi Phượng. mình trở lại đi chủ đề của mình 30 tháng 4 thì bây giờ tôi có nói cái thân của tôi kia này. Hiện tại bây giờ đó là tôi là một người rất là sung sướng. Tôi ở bên Mỹ và tôi được về Việt Nam. Với tôi cái phần thưởng lớn nhất của tôi trong cuộc đời của tôi đó là ở trên đất Mỹ này, đó là những cái thời gian tôi ở Việt Nam. Đấy là cái phần thưởng lớn nhất cho riêng phần tôi. Thì khi mà mình và tôi thích, tôi thấy là mừng là đấy 48 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, đúng là bốn con giáp, anh em mình ở Việt Nam mình bây giờ rất là vui. Những cái niềm vui đó mình nhìn thấy, đó là mình thấy người Việt Nam của mình ở Việt Nam là rất là hạnh phúc. Khi mình nhìn ra thế giới, cái sự biến loạn nó xảy ra mỗi ngày và có thể xảy ra bất cứ nơi nào, nhưng mà ở Việt Nam hiện tại bây giờ đúng mùa lễ hội, người dân mình được an bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Mình rất là mừng rỡ, và mình biết là mình sẽ tham dự vào cái sự mừng rỡ đó, vui mừng đó vào một ngày rất là gần đây. Ok anh. Cố gắng Anh thua, lễ xong Tết cũng là một năm bắt về. anh đây nè, anh thua tôi cái điểm này nè. Anh hiện giờ anh ở nước Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam, mặc dù anh có Đúng, về đúng không? đúng, 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 đúng. Bây giờ bắt đầu từ giờ phút này tôi ngược anh là tôi ở Việt Nam nhiều Yeah. hơn ở Mỹ. Hiểu mà, Tại vì biết sao không, mẹ hiểu mà. bỏ lại việc, Đúng bỏ rồi, lại tức quá đúng mấy rồi, chục năm mà không ăn được một cái Tết gì đâu, đúng rồi. Tết Nguyên Đán cũng không, 30 tháng 4 cũng không, Tết Độc Lập cũng không. Nói chung vậy bây giờ tôi quyết chí tôi giành lại phần của tôi đó, biết chưa? Đòi quyền sống, đòi quyền sống à. Bố với bác Phượng với một số các cô chú bác ở bên Mỹ mà luôn hướng về Tổ quốc á, nếu mà một ngày được về Việt Nam thì đó là một ngày Tết đối với những người Đúng mà xa rồi, quê. đúng, chính xác. Mỗi người về Việt Nam đó là một ngày Tết. Thật sự con Có cảm em nhận nói được. với anh Cẩm, anh Phượng như thế này này. Thế thực ra mình không phủ nhận rằng là nước Mỹ nó hiện đại, nước Mỹ nó văn minh, nó có đầy đủ mọi các thứ. Nhưng mà phải nói mình không sống ở đâu bằng sống ở đính chính nơi chôn rau cát rốn của mình, nơi mà nó sinh ra và lớn lên.
cái hớp Đúng nước, rồi. cái bát gạo của nuôi mình lớn lên. Bây giờ mình về là về quê hương đất nước, mà trong khi đất nước đã hòa bình thống nhất, mặc dù cái cuộc sống của người dân Việt Nam bây giờ cũng còn thiếu thốn, chứ mình chưa nói gọi là giàu có đúng không? Đấy, đấy là mình nói khiêm tốn thế thôi. Thế nhưng mình sung sướng là gì? Đất nước thanh bình, đấy, cái cuộc sống nhân dân đấy, cũng yên bình, và nó cũng không phải gọi là quá là giàu sang phú quý như bên Mỹ của các anh. Cái cuộc sống có thanh thản, anh làm anh về thấy cuộc sống thanh thản không? Ừ. Rõ rồi. Tao Để thanh nói thản biết là ông vô học. Việt Rồi, Nam rồi, rồi, rồi. vậy. Nói đi anh. Tưởng. Cái người ta đây ở đâu cũng phải đi làm. Mình nói là ngày hôm nay, nói như bây giờ mình nói năm 2023, mình nói bây giờ mình coi coi mình có cái gì. Nếu mà mình muốn hiểu, mà mình muốn mà lấy làm sung sướng khi mình có những cái gì ngày hôm nay, cái mình thụt lùi lại 10 năm coi năm 2013 của mình có cái gì, thì tôi cứ mỗi lần mình thụt lùi lại như vậy thôi, thì tôi trở lại đến cái năm 1975 khi mà tôi rời khỏi Việt Nam tối 29 tháng 4 năm 1975. Lúc đó là một nửa miền Nam mình phải làm máu lửa ngập trời, cuộc chiến tranh chưa ngã ngũ, mà lần đầu tiên anh, tôi về Việt Nam năm 1998. Tôi xe đò, tôi đi một đoạn rất là dài từ Sài Gòn về ra Nha Trang, Ba Mươi Thuột. Trên đường đó anh, là mình rất là ngạc nhiên là mình không còn nhìn thấy cái dấu đạn ở trên trên tường nữa. Ngày xưa mà mình đi ra khỏi Sài Gòn một tí là nhà nào Anh là có tường là trên đó phải dăm 70 cái lỗ đạn. Mà đến khi tôi về lần đầu tiên đó, tôi cũng nhớ hoài, tôi nói là tôi đi tôi tìm cái lỗ đạn không còn nhìn thấy này. Để nói nghe nè, những cái điều gì mình có ở đây á, từng người chúng mình, tôi cũng vậy, anh cũng vậy, anh Cầm cũng vậy, anh bên kia cũng vậy, từng người chúng mình đều có thể quy đi ngược trở lại để mình nối vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, những cái điều gì mình có được ngày hôm nay ở bất cứ nơi nào, đặc biệt là những người Việt Nam ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi nào, cái ngõ ngách nào của thế giới, ở trên đất nước Việt Nam hay là ở tất cả những ngõ ngách nào của thế giới, tất cả những cái, lặp lại tất cả những cái gì mình có được ở bây giờ đều có thể nối kết lại một cách trực tiếp đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đấy là cái tâm tình của mình. À, đúng rồi. Bạn nói Em đúng. xin nói một chút với chú anh Peter, mấy các anh Cầm với cả bạn bạn trẻ như thế này này. Thế ngày xưa ấy thì hai anh em mình ở hai chiến tuyến khác nhau, anh Cầm nhỉ? Nếu gặp Đúng. nhau chiến trường khi nã đạn vào nhau, nhưng bây giờ với cuộc sống đời thường đất rất hòa bình rồi thì Tao nhớ chúng ta cũng bình thường mày hồi đó. Tao nhớ mày hồi đó bắn tao thôi. phải Anh là bắn hộp đó, hay là bắn nhưng mà hộp? anh Peter à? Em biết hiện giờ đấy vẫn còn những cái đối tượng ở nước ngoài chống phá, nghe chưa? Chống phá sự yên bình của đất nước, là bởi vì chúng nó luôn luôn lúc nào trong lòng giữ cái lòng thù hận, chứ không phải vì yêu thương đất nước này, yêu nhân dân Việt Nam này. Đấy. Đúng rồi. Mà thậm chí có những cái điều mà chúng nó nói ra bây giờ mà em có thật sự mang anh Cầm, anh Peter, anh là người lính của phía bên kia, cái câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ấy, mà đừng tin những gì cộng à, đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Mà đến bây giờ có văn ngay lại mà chúng nó không biết cái câu nói đó là thật hay là giả, hay là đúng hay là sai. Thế cho em Tao mình cho một là hai anh tao em phân tích tao tao cho là đúng. để em phân tích anh Cầm nhé. Đấy, câu nói đó là cái câu nói chết người của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đúng không? Em thấy Đúng. gì? Đừng nghe cái gì cộng sản nói, đã là một sai lầm. Cộng sản nó nói là nó làm. Anh biết Đúng. đâu, ngay Chủ tịch Hồ Nói Chí cái Minh năm cái đó 1969 đã cảnh báo rồi, làm được. đánh cho Mỹ cút, đánh cho người Nhào, đúng không? Đúng. Thế từ năm đến báo trước cho họ rồi, mà họ nói ra mồm rồi, họ nói trước đến mấy năm rồi là phải đánh cho Mỹ cút, mà đánh cho người Nhào thì bằng chứng là gì? Năm 1973 Đúng rồi. đế quốc Mỹ phải chịu ký vào, ngồi vào bàn hiệp định Paris, ký vào hiệp định Paris và rút quân về nước, đúng không? Mà Tổng thống Tiểu vẫn không nghe, đúng là đánh nghe nó nói mà nó nói trước cho mà
Đấy. Và ý hãy nhìn những cộng sản nào từ đây em phải chứng minh bằng chiến dịch năm 1975 là chiến dịch Tây Nguyên. Rõ ràng là cộng sản nó làm nó hành rầm rầm nó hành quân, mà nó nói trước vào nó giải phóng miền Nam nó phải đánh Tây Nguyên trước, Yes. đúng không? Nó phải đánh, nó nói trước không nghe, nhưng mà nó hành quân rầm rầm vào Pleiku, anh thấy không? Quân nó ở mầm mầm đập Pleiku, cứ nhìn thấy nó làm thế, nó hành quân vào Pleiku nhưng nó lại không đánh Pleiku. Đấy. Nó hành quân vào, nó nhìn ông làm nhưng lại bao vây mẹ nó Buôn Ma Thuột cơ. Đấy. Thế thì khi khi nó đánh, nó mở dịch nó đánh, thì ông Tương Phú và ông Thiệu phải điều quân từ Buôn Ma Thuột ra bờ đây để bảo vệ. Mình nhìn thấy nó vào là chắc chắn nó sẽ đánh bờ đây cũ rồi. Đấy là. Nhưng nó đánh bờ đây cũ đâu, nó làm thế đấy. Nhưng không có phải khi nó đánh chiến dịch đầu tiên giải phóng hoàn toàn miền Nam là chiến dịch Tây Nguyên. Nó bao vây, nó dùng cái chiến thuật đấy đánh điểm diệt viện. Nó điều ông của ông đứng từ cái trung tâm nó ra, chia nhỏ của ông ra để nó đánh, nó dùng chiến thuật nghi binh mà. Thế thì khi đánh thì nó đánh Buôn Ma Thuột, ông không chống cự nổi, ông rút. Đấy, có phải là ông chỉ nhìn thấy nó làm nhưng mà ông không nghe nó nói, nó nói từ trước nhưng mà ông không nghe. Đấy là câu nói sai lầm của tổng thống ấy mà thiệu, mà đến bây giờ các thế tục tình vẫn cứ nói này, cứ nói đừng kia gì cũng thể nói, nó nói là nó làm, Tội nghiệp lắm. nó máu mà đi ra ngoài trước rồi đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhà mà bằng chứng, mà đến năm 73 Mỹ nó cút rồi thì Ngụy chắc chắn là sẽ nhào, mà không biết chuẩn bị này, chuẩn bị kinh tế, chuẩn bị phương tiện các thứ để mà chống nó nói đúng quá mà. Đấy. Cho lên đấy. Những thành phần ở hải ngoại chống đối bây giờ ấy, toàn lấy những cái câu câu nói của tổng thống nước quân Văn Thiệu ra. Anh cầm đã người lính cái Đăng Hoàng ngày xưa thôi, tổng thống có điều trong trong cái diễn văn từ chức, ngày mai tôi không còn là tổng thống nhưng tôi sẽ là một người chiến sĩ, đúng không? Và một người quân đội thêm một tay súng, hôm sau lên mẹ nó bay máy bay, bay sang Đài Bắc rồi đấy, Ngày nói cho chơi. hay đó. Ngày hôm nay là ngày tổng thống Thiệu bay đi ngày Trốn mà hai đi qua Đài hôm bay hai hôm qua đây bay đó. cái đó là thời chiến, còn thời hậu chiến nè, đừng tin những gì cộng sản đó, phải nhìn cộng sản thì tao về rồi tao nhìn rõ ràng mà được đó, cầu đường trường trạm văn mắt khắp nơi, nhà cao tầng lên y xèo lên mắt tụi lum la đó, nó làm hết hết hồn luôn, nó làm thì cả hết hồn luôn, thượng quá thấy Đấy. chưa, Mà thành ra nhiều. cái lúc bây giờ là cuối cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhé. Lúc bây giờ đất nước mới hội nhập, anh ạ, Mỹ mới 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 bỏ cấm vận. Nó còn là như đến bây giờ anh cầm về thì biết rồi đúng không? Có gì khi không nhận ra đấy chứ, thì đừng có nói chuyện gì này đấy. Xong mặc dù mình không thể so sánh với Mỹ được, mình phải không phủ nhận rằng đất nước Mỹ là hiện đại, nó văn minh, đúng không? Mình mới được mấy chục năm, mấy năm. Mình mà có mấy được cái câu nói là một câu nói so sánh rất là khập khiễng mà Đúng. mình không thể chấp nhận được, nhưng có điều có những cái phát ngôn rất buồn cười, mấy cái thằng ấu trĩ buồn cười đó, nó còn nói tôi mà hóc chung vô trong cửa sổ đi kiếm phòng ngủ mới là ghê chứ nữa. Đúng. Đúng. Người cười vui lắm, thấy cái mấy ngáo đá rồi mà tôi buồn cười kìa, trời nói Em nói với anh cộng nguyện chứ, nhưng mấy ông chạy sang nước ngoài về suốt ngày lên mạng gọi là nói xấu chính phủ của Việt Nam, nhưng bản thân mình sang hải ngoại thì làm gì? Em nói với những thằng Hoàng Tuấn Bạch suốt ngày về Việt Nam phải thế nọ phải thế kia, nhưng mà mình sang Đức bao nhiêu năm nay vẫn là một thằng lái xe bếp. Ông không làm ôi nhà được doanh quá, nghiệp, mấy thằng ngáo đá ông làm đó mấy ông là mấy mạnh khỏe gì cái tào lao. làm neo rúa móng thì cứ bảo cứ cứ gọi tham gia có ý cho chính phủ Việt Nam phải thế này phải thế kia, giá rẻ như các ông làm doanh nghiệp lớn, ông là một tỷ phú, ông công đóng góp cho đất nước Mỹ, ông có công đóng góp cho đất nước Việt Nam thì ông nói gì cũng được đấy, nhưng toàn cóc ké ra cầm ạ. Thế mới Ôi khổ như thế. ngày xưa anh cũng cũng nóng máu lắm, anh có hôm nay lên chửi bậy chửi bạ rồi anh, nhưng sau này tao thấy sàn quá, tao thấy tao làm biến chửi vậy, tao làm biến Ờ, chửi, không bởi vì mà tao thấy làm tao thấy nó buồn cười quá. mình không không nên chửi, mình nghe để mình biết thế thôi, chứ còn thực ra nếu như những cái thành phần đấy thì nói được ai ai người ta nghe. Thiệt quá. Thế nhưng mà mình cũng không không giải trừ rằng là ở trong nước có một số người sẽ nghe nói, bởi vì những thành phần đó anh em mình biết rồi, đúng không? Dân chủ cuội, những cái thành phần mà định kiếm như kiếm tiền để bắt con bò sữa hải ngoại mà thôi.
Em bây giờ chỉ sướng đến giờ để đến cuối rồi. Đấy, ngồi nhà bây giờ 11 giờ, vặt rau nấu cơm, đến trưa vợ con nó về, nó ăn bát cơm dẻo, canh ngọt, thế là hạnh phúc rồi. Đất nước Đúng không có rồi, ì xèo chiến tranh, không có đạn bom khói lửa, đúng không? Nhưng ngày cái đó xưa là anh tuyệt nói thật, vời. em đã bay 568, 72. Đấy, nấu cơm khói lên cũng không dám nấu. Đi ra đồng mặc cái áo trắng cũng không dám mặc. Anh hiểu không? Đấy, một cái khói lên cũng không dám lên đây thôi. Đi học thì đội mũ rơm. Máy bay nó đánh ầm 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 cả đấy. Suốt ngày là hầm trú ẩn ra thứ. Bây giờ yên bình, đi đâu thì đi và làm gì thì làm. Bởi Tự do lên vậy, mạng nói gì thì nói. Nghe chưa? ta mới nói một cái câu như vậy là cái hòa bình và cái mà độc lập của Việt Nam mình hiện giờ đang có đó, mày cho tao một núi kim cương tao cũng không bán đổi lại cái đó. Có nghĩa là biết bao nhiêu xương máu, biết bao nhiêu tất cả mọi người để vì chết vì tại vấn đề chiến tranh của Việt Nam mình, và cái sự hòa bình mình nó trả giá một cái sự gì trả giá quá đắt, nó thẳng được quá đắt, mấy triệu người chết, và ngay được ngay tới bây giờ nên giữ nó, nên nên giữ nó. Và tôi có một cái clip một cái cựu chiến binh vừa khóc mà vừa kể mà vừa nói ông đó không biết ông gì nhưng mà có điều tao rất là xúc động đó. Anh ra tôi nói mày nghe là không có gì vui mừng cho bằng cái ngày hôm nay và cái ngày mà lễ 30/4 á, mình mới cảm thấy mình hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa là tao là mấy chục năm mà tao không bao giờ tao ghé tao 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 không bao giờ tao được về một ngày đúng là ngày lễ ăn tao ở bên kia không à, điểm nhất điểm thứ hai là ngày đến nguyên đán cũng không có ăn được, nên tao về tao khoái tao tao rạo được mà tao các bạn tao hứng chí lắm đâu. Đúng cái ngày 30/4 mà tao có mặt đây là tao ngồi tao cứ đè cho mượn lên tao chặt thôi tao một thằng tao còn chỉ gọi biểu tình nữa mà trời ơi tao còn 30/4 là 29/30 tao gọi biểu tình rồi. Đấy, anh cầm về thì vừa đầu live em thấy anh nói đến cái khu một di tích rừng xác anh đã đến thăm rồi đúng À, không? Đấy. đúng rồi. Thì anh phải biết rằng đấy bây giờ đấy mấy cái thành phần chống cộng ở hải ngoại nó có đầu chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày xưa nhân văn lắm, nhân bản lắm, sung sướng lắm, đúng không? Thế mà sung sướng ở đâu thì không biết. Nhưng sao tại sao sung sướng mà người dân người ta lại giúp quân giải phóng? Đấy. Giúp đâu giải phóng đặt công rừng xác cái khu đó bây Không, giờ cách Sài Gòn bao nhiêu anh cầm đúng mình không mình không không? bàn cãi với mình không bàn cãi với kẻ ngu nữa, bởi vì tao đã từng nói rất là nhiều lần nếu mà người đó mà sung sướng thì làm gì có cái chuyện mà ngày xưa trong miền Nam người ta vô trong bưng người vô ta bỏ ruộng bỏ cày người ta vô trong chiến khu ta làm, nếu mà sướng quá ta làm sao sống rồi rồi trên đạn dưới thì bom ta đã nói rất là nhiều lần rồi, ta đâu cần phải bị cái đám ngu đó mình không cần phải bàn cãi. Như, giống cái kiểu giờ rồi tao hồi ngày hôm qua kia tao đã lên cái tao nói rồi tao không hiểu được như thế nào mà những người chiến sĩ đặc công đường sắt kêu bằng đặc công nước á, họ họ đã hy sinh tất cả mọi mạng sống và họ đã dùng những cái thân hình của họ suốt ngày ngâm dưới nước mẹ cậu như là 24/24 ở cái vùng đó là không có nhà, làm gì có nhà được, không có chỗ nào trú ẩn, kia sống là sống ở trên cây rồi dưới nước thôi, nói chung là khổ cực như vậy. Và cái điều đặc biệt nhất và tôi hỏi nó vượt rồi cái đó, người ta hoàn toàn tự nguyện và người ta không bao giờ lãnh lương, không có lương đâu lãnh đúng rồi đấy, lương đâu lãnh đúng. Mà lý do tại làm sao họ làm vậy anh mới hiểu được đó là gì, đó là lý tưởng, mà chỉ có lý tưởng mới làm con người ta gan dạ đến mức độ như vậy, rồi người ta mới đánh kho xăng nhà bè rồi cắt kho đạn các cái mà từ bỏ những người như vậy đó. Bởi vậy ta mới nói cái điều là khi hòa bình lặp lại mà được Việt Nam mình có như ngày nay, mình thầm cảm ơn tất cả những anh hùng liệt sĩ. Tao đã từng chứng kiến đi sát thì có một anh rồi, có một cái bàn thờ rất là lớn, thờ 946 vị anh hùng liệt sĩ của đường sát bị chết á. Đó, tao rất là xúc động, tao rất tao có chính tao 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 hát vang luôn mà. Em nói về cầm này, em nói đơn giản một cái này thôi, chiến tranh là mất mát, chiến tranh là đau thương. Đấy. Đúng. Em nói sau giải phóng miền Nam xong nhé, thống nhất đất nước thì ở đầu biên giới Tây Nam và bọn Buôn Bút Kiên Sari nó tổ chức nó đánh ở biên giới Tây Nam. Đấy. Đến năm 79 để tụi em cũng tham gia để giải phóng đất nước Campuchia. Anh biết thành lập cái mặt trận 479 ở chiến trường Campuchia. Em biết từ năm 79 đến năm 89 trong vòng 15. Mà hôm vừa rồi bọn em đại hội cái tổng kết hội những người Việt Nam Campuchia Hà đấy, tổng số tất cả cán bộ chiến sĩ và tất cả các loại có độ gần 40.000 mày này không? Nhưng mà riêng liệt sĩ 10.000,
thương binh 17.000, thế anh bảo cái thiệt hại nó lớn lao mức độ như thế nào, còn chưa kể đấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để nó đau xót thế nào. Thế mình có được cuộc sống ngày hôm nay, được hòa bình, độc lập được như ngày hôm nay, mà phải biết bao ơn bao nhiêu những người con đã ngã xuống vì dân vì nước. Thế nhưng tại sao người ta ngã xuống? Em nói thật là anh cầm cái lý tưởng nó chỉ là một phần lớn thôi, phần lớn thôi. Nhưng cái gì, những cái nó không chịu được sự kìm kẹp, cái sự mà tra tấn dã man càn quét bất nhờ dân bất nghĩa của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, anh cầm vào đây thì quá bức với có đấu tranh. Bây giờ anh áp bức người dân nó quá đáng thì người dân, chính người dân người ta sẽ đứng lên, người ta theo cái cách mạng, người ta đấu tranh để đoạt đúng không? Chứ nếu mà sung sướng đấy, nhân bản và nhân văn ấy, thì dân làm sao họ đứng lên được, làm sao họ có những cuộc phá ấp chiến lược, anh hiểu không? Những năm mà dồn dân là bóc, người dân nó tự phá ấp chiến lược, thế làm sao vào hồn và sung sướng thì làm sao mà họ này để phải phá ấp chiến lược, họ phải đi hoạt động ở nội tuyến để làm giao liên, đi vào biển Đồng Thành từ 13 về 4 tuổi đã đi làm rồi, để làm cách mạng rồi, nếu sung sướng Chính thì xác. làm gì họ phải phải như thế. Thế nên các anh ở bên này ngoại anh cứ nói thế chứ em mà không nói gì, miễn là các anh đã thua. Mà đáng nhẽ bây giờ các anh ấy muốn chiến đấu với cộng sản ấy là các anh phải nhìn lại tìm ra nguyên nhân tại sao các anh thua, thì các anh lấy được, bây giờ các anh cứ lấy những cái chính sách cũ và lấy những cái kinh nghiệm cũ của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa xưa mà các anh áp dụng vào bây giờ ấy, thì các anh còn thua dài dài 48 năm nữa, chứ 408 năm nữa các anh cũng không làm gì được thằng cộng sản, trừ khi Không đâu, cộng sản nó không có một cái gì gọi là đối kháng, anh làm gì chẳng có còn chuyện cái đó. hơi, bây giờ là chỉ còn cái hơi thôi chứ còn không còn cái gì nữa, chứ còn hơi thôi, nói tầm bậy tầm bạ thôi chứ còn khả năng đâu mà làm, sức lực đâu mà làm, mà hơi còn cái hơi Chống quả như vậy còn không sao đúng không anh? tội nghiệp lắm, Mà em nói với anh Peter, với anh Đồng Nguyên này, anh kinh nghiệm ngay trong gia đình nhà các anh ở bên Mỹ thôi, thế hệ thứ hai thứ ba biết tiếng Việt Việt rất là ít, anh hiểu đúng. không? Xem mấy cái tôi đấy, có cái con mấy cô của kênh chị đẹp Cali ấy nói chuyện với bố mẹ rất ít nói tiếng Việt, thì làm sao mà các anh đến thế hệ của các anh là nó mất đi ấy, thì thế hệ F2 F3 ấy làm sao còn mấy người, còn mấy người mà các anh chống. Thì nó cái đó là cái điều đó là cái điều mà cái người Việt kiều mình trên đất Mỹ này nó là mình phải đối diện này, thì nó là một cái oan nghiệt của cái cuộc chiến mình không biết nói thế nào. Anh nói đúng, tức là trẻ con bên này người khi mà nó giao tiếp bố mẹ nó là nói tiếng Việt Nam rất là ít mà rất là khó, tại vì anh cái chuyện mà trẻ con nó lớn lên nó đi học trong trường nó rồi nó chỉ đi học 1 năm 2 năm là thế sạch sẽ không còn tiếng Việt Nam nào cả, mình nói nó là có thể nó nghe nhưng mà nó hiểu nhưng mà biểu nó nói lại là nó rất là mệt, thành thử ra đó là một cái chuyện mà rất đau đầu. Nhưng mà thế này, nó là cái chuyện nó xảy ra nhưng mà cùng một lúc như vậy đó thì có những cái mình cũng nhìn thấy những cái cách cư xử rất là tốt đẹp của những người Việt kiều bên này, họ cố tình họ giáo dục của con cái của họ bằng tiếng Việt Nam, thì mình nhìn thấy là đã có kết quả rồi đó. Chẳng hạn như ở Oregon, Oregon nó có cái trường gì tôi quên mất rồi, tôi có cái địa chỉ là lúc nào tôi có gì tôi chạy lên cho nó coi. Oregon họ có một cái trường, hôm nọ ông tổng lãnh sự ở đây ông mới đi thăm, tức là cái trường đó nó có cái chương trình song ngữ dạy hai giọng, dạy tiếng Việt Nam và tiếng Hoa Kỳ, tức là sách vở Việt Nam mình dùng cái gì tức là họ mang qua bên này họ dạy cho trẻ con bên này, và cái môn học ở trong cái trường đó là bây giờ như vậy là cái tiếng Việt Nam là không phải là chỉ cho mấy ông Việt Nam, mấy đứa trẻ con Việt Nam học không, mà tôi nhìn thấy cái lớp là ông nào muốn học Mỹ trắng Mỹ đỏ Mỹ đen học đây, đấy là cái trường tiểu học của tôi đấy, ông bà kia thì tôi mới được coi ra. Thì vấn đề văn hóa anh, nó khởi đầu là từ cái nó khởi đầu là từ 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 trong nhà mình, thì nếu mà cái lòng dạ của con người bố mẹ đó mà nó yêu mến Việt Nam thì nó dùng cái ngôn ngữ khác rồi con cái nó sẽ từ đó nó học theo, còn nếu mà trong nhà bố mẹ nó cũng thứ bảy là mặc quần áo lính mô đi biểu tình thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến nó rồi nó sẽ cư xử như vậy, thì cái chuyện đó là mình đó là cái thảm, đó là cái chuyện xã hội thảm kịch nó như vậy. Nhưng mình chỉ muốn nói là cái xã hội là một cái đám đông, bao giờ cũng có những người làm rất là sai
mình không nói những điều gì người ta làm sai, mình nói những cái điều gì mà trong đó có những người họ làm đúng đấy. Thì đặc biệt là những người ở bên này. Thì thế em mới nói với anh Cẩm, anh Peter chứ. Đấy, mình chỉ để nhìn cái thực tế thế thôi. Chứ mình bây giờ các cháu đấy nó học, đi học vào bằng tiếng Mỹ nha. Cuộc sống phải giao tiếp bạn bè bằng tiếng Mỹ. Thì cái vốn, cái từ ngữ, cái tiếng Việt của mình ấy, nếu như mình không rèn giũa chúng nó thì hoàn toàn là chúng nó dần dần sẽ mất đi. Và đến thời F3 nó mất đi, đến thời F3, F2 nó mất đi, đến F3, F4 thì nó hoàn toàn mất, nó cũng lại là mất lốt. Thế thì em nói đến bây giờ, em nói như đợt vừa rồi đấy, cái dòng dõi nhà Lý chạy sang sang Hàn Quốc từ những năm có đời mà nhà Trần thay thế nhà Lý ấy. Đấy. Thế thì đến bây giờ đấy cũng tìm về quê hương. Đấy, cũng mới phải tìm về quê hương. Thì sau này một vài chục năm, một vài trăm năm sau thì có những đứa trẻ nào đó nghĩ đến quê hương đất nước, nó tìm về cội nguồn thì hầu như là tiếng Việt này nó cũng không còn nữa. Thì em nói thế làm sao mà chống được anh Cầm? Gì chống được, tôi nó khổ mua khoa mua búa mỏ sẽ làm sao chống được. Tôi nghe này, đây là con tao nè, là chỉ là coi như F2 là nó không biết về Việt Nam, nó không biết về cái này, coi như là chính trị với anh em. Bây giờ nó chỉ có học hành thành tài rồi ra làm nó ăn thôi, chứ hề nó chẳng cần biết chính trị với anh em cả. Và có những cái kẻ mà ví dụ như là tào lao mới lao thì nó chỉ có việc vì tiền vì đồ thôi, chứ như con đâu có biết gì đâu, không hề nhắc tới. Đừng có nói F3, F4 gì chứ, mà nó tàn, sắp sửa tàn hết mẹ rồi. Thằng kỳ nhân mà đúng tỏi là coi như tiêu luôn rồi, tiêu rồi. Được. Ở nhà em xin phép anh lúc nào thỉnh thoảng anh Cầm cứ mở nai lên anh em chia sẻ, nói chuyện tóc cho nó vui. Cứ mong anh Cầm, anh Cầm chia sẻ, em chuẩn bị nấu ăn đi. Bà con nó sắp về tới rồi. Hồi xuống đi, không giận, không gì. Về vợ nó quýnh học, báo. Về đi, xuống đi.